Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây, cô 12 tuổi ở Cao Bằng tiết lộ nỗi khổ khi lấy chồng trẻ của cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai. Chị ấy khổ hơn tôi rất nhiều. Mới đây, cô dâu 62 tuổi bất ngờ tiết lộ về nỗi khổ khi lấy chồng tay trẻ tuổi của cô dâu 65 tuổi tại Đồng Nai. Vừa qua, cô dâu 62 tuổi Thu Sao và chồng trẻ 26 tuổi Hoa Cương. Bất ngờ lặn lội từ Cao Bằng xa xôi xuống tận Đồng Nai để gặp gỡ cô dâu 65 tuổi và chồng Tây trẻ 24 tuổi. Cuộc hội ngộ này nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Có thể nói, đây là hai cặp đôi gây xôn xao mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Sau chuyến đi này, cô dâu Thu Sao đã tiết lộ không ít những thông tin về vợ chồng của cô Hoa. Cô dâu 62 tuổi cho biết, thực ra cô Hoa đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi khi lấy chồng trẻ. Và vì là người cùng cảnh ngộ, vậy nên cô Thu Sao cũng chia sẻ không kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng của mình cho cô Hoa, với hy vọng cô Hoa sẽ thật hạnh phúc. Theo cô dâu Thu Sao, cô thực sự rất thương cô Hoa khi thấy cô phải đối mặt với nhiều lời công kích, nhận xét từ cư dân mạng. Nhất là khi biết việc cô Hoa từng ốm mất nhiều ngày liền, vì suy nghĩ đến lời ra tiếng vào và trước dư luận thời gian vừa qua. Không những vậy, cô dâu 62 tuổi còn cho rằng cô 65 tuổi khổ hơn mình rất nhiều. Bởi chồng cô Hoa là người ngoại quốc lại không làm được việc nặng. Cô tâm sự: "Chị ấy khổ hơn tôi rất nhiều khi sống với người chồng không cùng ngôn ngữ. Chồng chị Hoa chỉ ăn hoa quả và súp, không ăn được cơm. Anh này không làm được việc nặng nhọc nên mọi việc là do chị Hoa đảm đương cả." Chia sẻ này của cô dâu 62 tuổi khiến không ít người bất ngờ. Mới đây, cô dâu Thu Sao lại gây chú ý khi Ly Chim chia sẻ vừa trải qua thêm một ca làm đẹp. Hình ảnh ghi lại, mặt chị Thu Sao sưng phù, toàn bộ gương mặt được cố định bằng rất nhiều bông băng để tránh nhiễm trùng. Dù khá đau, nhưng chị vẫn quyết định lên sóng, khoe thành quả cùng mọi người đồng hành trong ca giao kéo của chị Thu Sao là chồng trẻ Hoa Cương. Chi phí chị Thu Sao bỏ ra cho lần làm đẹp này khoảng 50 triệu đồng. Sau khi cơ thể ổn định, chị tiết lộ thực hiện kéo căng da mặt để níu kéo tuổi thanh xuân. Sau phẫu thuật thẩm mỹ trẻ hóa làn da trên mặt, chi hơn 200 triệu làm răng sứ tắm trắng và hút mỡ cấy mu bàn tay. Kể từ khi công bố chuyện tình cảm, cuộc sống của cô dâu 65 tuổi và chồng trẻ ngoại quốc 24 tuổi nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Họ thường xuyên cập nhật tình hình, chia sẻ lên trang cá nhân để khán giả quan tâm theo dõi. Có thể thấy, dù bị nhiều sự chỉ trích, bàn tán xôn xao, nhưng cho đến nay, Cuộc sống của vợ chồng họ vẫn vô cùng hạnh phúc, mỹ mãn. Cách đây không lâu, cô dâu 65 tuổi và người chồng trẻ thực hiện một bộ ảnh cưới vô cùng trẻ trung không kém phần lãng mạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô dâu 65 tuổi lần thứ hai được khoác lên mình chiếc váy cưới, nở những nụ cười hạnh phúc mà có lẽ đã từ rất lâu không tìm được cảm giác này. Kính thưa quý vị và các bạn. Trên đây là những chia sẻ của cô dâu 62 tuổi ở Cao Bằng tiết lộ về nỗi khổ khi lấy chồng trẻ của cô dâu 65 tuổi tại Đồng Nai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo